Bể biển ly kỳ và thú vị về slam. Slam có từ khi nào? Bể bơi slam lớn nhất trên thế giới trông sẽ ra sao? Hay bí ẩn đáng sợ về những hũ slam dởm có điều gì nguy hiểm đây? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Ở đây các bạn nào thích chơi slam hay không thì comment điểm danh xác nhận ngay xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn thân mến, slam từ lâu đã là một món đồ chơi quốc dân được hàng triệu trẻ em yêu thích trên toàn thế giới. Với màu sắc bắt mắt, hình dạng thì núng na núng nính, dẻo dẻo, dai dai, thực sự khiến ai cũng phải thích mê. Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau món đồ chơi đầy thú vị này là những bí ẩn như thế nào và có những lưu ý như thế nào mà các bạn cần phải biết khi mà chơi slam thì các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá ngay trong video hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu slam có từ khi nào. Các bạn thân mến, có thể nói ngày nay một trong những trò chơi hot hit nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích đó chính là slam. Một món đồ chơi vô cùng đặc biệt, rất dẻo dai và có thể tạo hình tùy thích. Về nguồn gốc thì món đồ chơi slam được lấy ý tưởng từ câu chuyện về những quái vật ma quái slam monster có thể biến thành muôn hình vạn trạng để thoát khỏi sự truy đuổi của con người. Đến tháng 2 năm 1976, món đồ chơi slam được bán trong thùng rắc nhựa thương hiệu Mattel chính thức được ra mắt. Nó bao gồm một chất nhớt không độc hại, squishy và các chất tạo màu được làm chủ yếu từ wagam. Sau đó là các biến thể khác của slam, bao gồm slam chứa kim tuyến, côn trùng cao su, nhãn cầu, Jun hay là Master of Universe trong bộ đồ chơi Slam Piece của Hot Duck đã lần lượt được cải tiến và phát hành vào năm 1980. Cho tới ngày nay, trò chơi tạo hình với slam đã trở nên vô cùng phổ biến trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhưng tầm đến tháng 9 năm 2017 thì mới trở nên hot hit tại Việt Nam và ngày càng được bán nhiều ở các shop online, fanpage lẫn các cửa hàng tạp hóa hay là trường học. Và có thể nói là slam cũng đã có được vài chục năm rồi, đấy chỉ là ở Việt Nam chơi quá muộn mà thôi. Vậy thì để làm nên những món đồ chơi siêu hot này thì liệu có khó hay không? Hãy cùng khám phá ngay phần tiếp theo nhé! Thứ hai, quy trình sản xuất slam. Các bạn thân mến, slam hay còn gọi là chất nhờn ma quái vì cảm giác kỳ lạ khi bạn sờ vào chất liệu này, vừa mềm, vừa mát như là thạch và luôn trong trạng thái của một khối dẻo dễ tạo hình, không lo bị vỡ vụn hay khô đi. Đặc biệt về cách sản xuất cũng rất là thú vị đấy nha. Đầu tiên đó chính là bước chuẩn bị nguyên liệu bao gồm keo hoặc là nhựa dẻo, chất tạo màu, borax hoặc là bột borax cùng với các dụng cụ, máy móc cần thiết khác. Tiếp đến là đổ một lượng keo và nước cần thiết vào máy trộn, thêm một vài giọt chất tạo màu rồi bắt đầu trộn, trộn đều, rồi thêm borax và dung dịch vào để tiếp tục trộn tiếp. Đến khi thành phẩm là một hỗn hợp chất dẻo giống như là thạch thì lại đổ hỗn hợp lên những tờ giấy và cuộn lại để loại bỏ hết những phần nước trên bề mặt của slam. Sau cùng là nhào kỹ một lần nữa rồi cho vào khuôn, trông cũng khá là đơn giản phải không nào? Và ngoài ra còn vô vàn những phương pháp pha chế slam ngay tại nhà. Nhưng mà vì thời lượng của video có hạn nên bạn nào mà quan tâm thì có thể hỏi YouTube hay là chị Google nha. Kế đến là những gợi ý về những cách chơi cực kỳ chất, cực kỳ sáng tạo và những fan ruột của trò chơi này không nên bỏ qua đâu. Thứ ba, vô vàn những cách chơi thú vị. Các bạn thân mến, nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng slam giống như một món đồ chơi tuổi thơ của các cô cậu học trò 8X, 9X đời đầu, đó chính là đất nặn. Với đặc tính mềm, dẻo lại đa màu sắc, thoải mái để các bạn có thể sáng tạo ra những hình thù khác nhau. Chỉ có điều, slam sẽ có độ đàn hồi tốt hơn, mềm dẻo hơn và có phần bắt mắt hơn nữa. Đặc biệt, những hoạt động vui chơi với slam thì không chỉ tạo niềm vui mà còn giúp các bạn nhỏ kích thích thị giác, xúc giác, nâng cao khả năng sáng tạo cũng như rèn luyện đôi tay khéo léo và khả năng quan sát linh hoạt khi chơi. Và các bạn ở đây đã biết đến bao nhiêu cách chơi slam rồi, không biết là có giống những cách chơi sau đây mà Kính Lúp chia sẻ hay không? Đầu tiên đó chính là trò nhào nặn cùng slam thành bất cứ hình dạng nào mà người chơi mong muốn. Bạn có thể nhào thành tơ nhện của mấy anh Spider-Man, quả dưa hấu, hình ngôi sao hay là các con vật các thứ các thứ. Và có thể thổi bong bóng với slam cũng được này. Đó là sau khi tạo ra slam, các bạn nhỏ chỉ cần dùng một ống hút bằng nhựa cắm vào slam và từ từ thổi. Do đặc tính co giãn như cao su, slam sẽ phồng to lên như quả bóng bay. Và sau đó các bạn có thể chơi chán, rồi bóp vỡ quả bóng, lại tiếp tục thổi thêm nhiều lần nữa. Cái ra thì cũng rất thú vị phải không nào? Sáng tạo hơn thì các bạn có thể kết hợp với các màu khác nhau để tạo ra slam cầu vồng rực rỡ với nhiều sắc màu, vừa kích thích thị giác, vừa tạo cảm giác mới mẻ hơn. Hay nếu như bạn là fan của bộ môn gắp thú bông, thay vì gắp thú bông, chúng ta có thể thử gắp những hộp slam xem có thích thú hơn không nha. Nhưng có vẻ như những máy đồ chơi như thế này sẽ phổ biến hơn ở Hàn Quốc và phương Tây hơn.
hơn. Nhưng không sao, các bạn ở Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể dùng slime để cosplay thành những ly trà sữa, bảng kẻ mắt, son môi, đồ chơi hay đồ ăn cũng rất là ok luôn. Đặc biệt, nếu chơi chán rồi, chúng ta có thể sử dụng miếng slime đã cũ để vệ sinh các đồ dùng như là bàn phím máy tính bị bám bẩn, bảng điều khiển trên ô tô hay vệ sinh các vật dụng có vách ngăn, lỗ nhỏ khó làm sạch nữa đấy. Đa dạng những cách chơi và tiện dụng như thế này thì bảo sao mà nhiều bạn lại thích chơi và mê tít đến như thế. Cơ mà chơi slime bao nhiêu lâu, liệu các bạn đã biết hết những kỷ lục siêu ấn tượng nào về chất nhờn ma quái này hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu và khám phá ngay ở phần tiếp theo nha. Thứ tư, những kỷ lục độc đáo về slime. Các bạn thân mến, bình thường thì mỗi hộp slime chính hãng mà chúng ta mua sẽ rơi vào khoảng 50 cho đến 150 nghìn với đủ mọi lựa chọn về kích cỡ, màu sắc, độ lấp lánh của sản phẩm. Nhưng đối với các fan cuồng slime, ắt hẳn còn muốn sưu tầm các loại slime, những topping trang trí từ nhỏ cho đến lớn, từ phổ biến cho đến phiên bản giới hạn nữa đúng không nào? Vậy thì chắc chắn là bạn không nên bỏ qua loại slime lớn nhất trên thế giới này. Với xương xương 6 tấn slime, Made Diarrhea đã khiến cho cả hội nghị triển lãm Playfair Convention and Expo ở New York phải trầm trồ. Nhưng vui nhất là các bạn nhỏ khi được thỏa thích nô nghịch trong slime siêu to khổng lồ, nhìn thôi đã quá mê luôn. Ấn tượng không kém thì chính là màn xác lập kỷ lục Guinness cho danh hiệu slime dài nhất, mỏng nhất được tạo thành trong 30 giây của Bom Bom TV. Hay nếu là fan của slime thì chắc chắn bạn sẽ thích thú với bể bơi slime dài nhất trên thế giới, với bề ngoài trông như một bể thạch khổng lồ, núng nính cưng quá là cưng. Đã vậy còn được thoải mái bơi lội, nô nghịch trong bể bơi mà không sợ bị chìm nữa. Thích chưa, thích chưa? Tuy nhiên, bất ngờ chưa dừng lại ở đó, khi mà slime trong các câu chuyện anime đình đám cũng rất là thu hút và thú vị đấy nha. Thứ năm, loại slime đẳng cấp bậc nhất trên thế giới. Ở đây có bạn nào là fan cứng của siêu slime Rimuru trong Tenshi Shisara Slam Dattaken hay không nhỉ? Hãy cho mình thấy cánh tay của các bạn xuống phần bình luận nha. Các bạn thân mến, khác với những phiên bản ngoài đời thực siêu mềm mềm xinh xinh thì phiên bản anime Rimuru là một cục slime mềm dẻo nhưng lại cực kỳ hùng mạnh đấy nha. Và theo như mình tìm hiểu thì Mikami Satoru, một chàng trai 37 tuổi, sống một cuộc đời rất thầm lặng cho đến lúc chết, đã được chuyển sinh thành một con slime tròn tròn màu bạc với cái tên là Rimuru. Đặc biệt, từ khi mới đến thế giới được 2 năm thì cậu ta đã vươn lên từ một quái vật cấp thấp nhất, đã trở thành một thế lực mà bất kỳ ai trong khu vực cũng đều phải biết đến và nể sợ sức mạnh khổng lồ mà cục slime này mang lại. Chưa hết, với dàn kỹ năng cực kỳ bá đạo trong chiến đấu đơn lẻ lẫn càn quét lục địa rộng lớn, như có thể tái sinh vô hạn khi cơ thể tổn thương, miễn nhiễm với cảm giác đau đớn, vô hiệu hóa công kích vật lý, vô hiệu hóa các yếu tố tự nhiên như là sét hay là gió vân vân, như là kháng nhiệt, kháng phép, kháng độc, rồi thì kháng luôn cả các trạng thái bất thường như làm choáng, làm mê hay là say rượu này nọ vân vân. Rồi thì slime của chúng ta còn không cần ăn, không cần ngủ hay hô hấp, có thể điều khiển được trọng lực hay du hành thời gian và thần giao cách cảm, thậm chí còn có thể dịch chuyển tức thời đến những nơi từng đi qua. Rimuru đã tiến hóa thành ma vương và còn sở hữu năng lực cực kỳ ghê gớm khi sánh ngang với những chân ma vương mạnh nhất hiện giờ. Ai chà, chất chơi người rơi thế thì ai mà đỡ nổi. Nhưng mà thôi, khoan hãy mơ mộng về những skin bá đạo trong phim đi. Bởi vì sau đây là những sự thật trần trụi đến đáng sợ về những cục slime rẻ tiền, kém chất lượng phiên bản đời thực đây nha. Thứ 6, sự thật kinh hoàng về chất nhầy ma quái dởm. Các bạn thân mến, không thể phủ nhận việc chơi slime có rất nhiều những cái lợi, đó là kích thích sự sáng tạo, giảm stress hay rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ. Nhưng lưu ý là lợi ích này chỉ phát huy tác dụng khi mà bạn chơi với những slime chính hãng, có xuất xứ nguồn gốc chuẩn xịn rõ ràng. Chứ mấy cái loại hàng giả hàng nhái 10.000 hay 20.000 bán đầy ở cổng trường là dễ gây hại sức khỏe lắm đấy nha. Theo như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn, khoa hóa của trường Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng để tạo ra đồ chơi slime thì cần phải dùng hóa chất và phụ gia. Nếu chúng được làm từ những thành phần an toàn, đúng tỷ lệ thì sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng. Thế nhưng, đối với những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc được buôn lậu từ Trung Quốc sang, sẽ có những thành phần chủ yếu chỉ là các loại phẩm màu, hóa chất, chất phụ gia hay những loại hương liệu độc hại mà thôi. Và các bạn biết rồi đấy, phẩm màu công nghiệp thì chứa rất nhiều kim loại nặng nên sẽ rất dễ gây tổn thương gan, thận, loét da hoại tử, rồi loạn sắc tố da, sừng hóa da. Còn hàn the và các hóa chất tạo ẩm, tạo màu, tạo mùi khi đưa vào đường tiêu hóa thì dễ dàng gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, nhức đầu, yếu cơ, buồn ngủ và liều cao thì có thể gây co giật. Thực tế thì sau khi chơi những hỗn hợp siêu siêu độc hại, đã có rất nhiều trường hợp các em học sinh tiểu học phải nhập viện trong tình trạng mê man, đau bụng và khó thở. Thậm chí nhiều em còn bị bỏng và nhiễm trùng nặng khi chơi slime cùng với nước. Thật sự là quá nguy hiểm và đáng sợ luôn.
Mà nhắc mới nhớ, hôm trước mình thấy đứa em mình mua slam có 10.000 một hộp, thấy hay hay nên cũng ngó chơi. Ai ngờ vừa mở cái hộp ra, cảm giác cứ hắc hắc đều đều, nghĩ thôi đã thấy dùng cả mình. Mà đã có rất nhiều những kênh truyền thông lớn như là VTV hay VTC cũng đã cảnh cáo trên TV rất là nhiều, nên là mình cũng chia sẻ thêm để các bạn biết lựa chọn đồ chơi thông minh sáng suốt hơn nha. Nói tóm lại thì muốn chơi slam, các bạn phải tìm mua được ở địa chỉ uy tín, hàng chuẩn xịn, tuy giá hơi đắt cũng tầm 100 cho đến 300-400, nhưng được cái yên tâm, chứ mấy cái loại 5-10 nghìn thì nhớ tránh xa, kẻo tiền mất tật mang đấy nha. Và tiếp theo là những lưu ý an toàn mà những ai là fan của slam thì nhất định phải biết. Thứ 7, những lưu ý khi chơi slam. Có thể thấy chất nhờn ma quái slam nhìn bên ngoài trông khá là bắt mắt với những màu hồng, xanh, đỏ, tím, vàng vân vân, tựa như bánh phu thê núng nính hay là dẻo dẻo dai dai như là những cái kẹo cao su, nên là hầu hết các bạn trẻ đều rất mê. Nhưng mình đã nói ở trên, slam thì cũng có loại this, loại that, những cái loại chính hãng thì không nói làm gì, chứ mấy cái loại trôi nổi không rõ nguồn gốc thì độc hại vô cùng. Chính vì thế mà lưu ý đầu tiên đó là các bậc phụ huynh cần phải chú ý phân tích rõ cho các con hiểu nên chơi loại nào và không nên chơi loại nào. Tốt nhất là mẹ nên chơi cùng con để lựa chọn và đọc kỹ những thành phần, tránh mua phải những sản phẩm chứa chất độc hại. Bên cạnh đó thì các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý là sau khi trẻ con chơi xong thì cần rửa tay thật sạch để đảm bảo vệ sinh, tránh trường hợp vừa chơi slam vừa nhúc đồ ăn sẽ rất dễ gây ngộ độc cho trẻ. Và mỗi lần chơi thì không nên chơi quá 30 phút, nhớ là không dùng mũi để ngửi slam quá sát vì có nhiều loại slam chứa nhiều hạt cỡ nhỏ và dễ gây vấn đề về hô hấp. Ngoài ra, theo các chuyên gia thực phẩm cảnh báo, để đảm bảo an toàn cho trẻ, cần để xa tầm tay trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, tránh cho trẻ nhầm lẫn với bánh kẹo và gây nghẹn khi cho vào mồm. Và hy vọng với những chia sẻ thiết thực này có thể giúp cho các em cũng như các bậc phụ huynh xây dựng được những cách chơi slam đúng cách và an toàn, phù hợp với trẻ nhất nha. Và vừa rồi thì Kính Lúc đã giới thiệu cho các bạn bí ẩn về slam. Các bạn còn tò mò và thắc mắc về món đồ chơi nào tiếp theo thì comment ngay để Kính Lúc sẽ nghiên cứu tìm tòi làm ra những bí ẩn tiếp theo trong những món đồ chơi khác nha. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những sự thật và những điểm bất ngờ liên quan đến món đồ chơi slam mà chúng ta vẫn thường hay chơi. Và các bạn cảm thấy bất ngờ với sự thật nào nhất? Đừng quên comment, bày tỏ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nha. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.